Chào tất cả anh em đến với kênh Mingamin. Thì hiện tại Tốc Chiến vẫn chưa có một thông báo nào ấn định về ngày ra mắt cũng như cái thời gian test beta, ngoại trừ cái thông tin là sẽ có bản beta test ở hai khu vực giới hạn, đó là Brazil và Philippines. Rất tiếc là không có Việt Nam. Nhưng mà trong video hôm nay thì mình sẽ đem đến anh em một cái thông tin cũng khá là hữu ích, đó chính là một số thông tin rò rỉ về cái việc ai sẽ là nhà phát hành tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ở khu vực Việt Nam. Ok, thì chúng ta cùng xem video này có gì nha. Ok anh em, đây chính là cái trang chủ Valorant Việt Nam, trang chủ chính thức của Valorant ở Việt Nam. Ở đây nó có dấu tích xanh đây. Thì mới vừa rồi ngày 21 tháng 5 họ có một cái thông báo đến các game thủ người chơi, đó chính là đáng tiếc là quy trình chuẩn bị ra mắt Valorant cũng bị ảnh hưởng bởi những hạn chế phát hành kể trên, và chúng tôi sẽ không thể ra mắt trò chơi tại Việt Nam vào cùng thời điểm ngày ra mắt toàn cầu là ngày 2 tháng 6. Có nghĩa là chắc chắn Việt Nam sẽ chơi so với ở trên quốc tế thì Việt Nam sẽ chơi sau. Kèm theo đó thì ở đây họ cũng nói là họ đang nỗ lực cùng với nhà phát hành VNG, chính là Vinagame đó anh em. Thì ở đây không còn nghi ngờ gì nữa mà Vinagame chính là nhà phát hành của Runeterra. Và cũng khẳng định là dù vậy chúng ta còn cách thời điểm ra mắt của Valorant cũng như là huyền thoại Runeterra vài tháng nữa, và đối chừng chân lý mobile sẽ được phát hành sau đó. Thì có nghĩa là cả ba tựa game này đều là nhà phát hành Vinagame, và nó cũng đến tay của người chơi Việt Nam trễ hơn so với ở trên toàn cầu nha anh em. Và qua ba tựa game này thì chúng ta cũng có thể thấy là chắc chắn khả năng cao Tốc Chiến, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến của chúng ta cũng sẽ thuộc về tay của Vinagame mà thôi. Thì cụ thể như thế nào thì tiếp tục mình sẽ chỉ cho anh em một cái yếu tố như thế này nữa. Đây chính là Wikipedia. Anh em nào mà thắc mắc thì chúng ta có thể bấm Tốc Chiến là gì, thì trên Wikipedia nó cũng sẽ hiện ra như thế này. Thì vì sao mình lại mở cái web này? Cụ thể là anh em thấy cái hình phía bên tay phải đây thì nó cũng đã ghi rõ nhà phát triển Riot Game, nhà phát hành Riot Game và Vinagame. Ở trên Wikipedia thì nó cũng đã gọi là công khai luôn rồi, đó là Vinagame chính là nhà phát hành của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến và nền tảng Android, iOS, console, handle, thể loại là MOBA. Như vậy thì chúng ta cũng không còn phải thắc mắc nhiều về khả năng 90% là Vinagame phát hành, vì ba tựa game kia cũng là Vinagame rồi. Thì không biết là tin vui tin buồn, nhưng mà hy vọng là giả sử Vinagame nó có ra mắt tựa game này thì nó cũng chỉ là bên thứ ba cùng phát triển với lại Riot Game, thì hy vọng là sẽ không có như những tựa game khác, bởi vì Tốc Chiến là một tựa game mà có khá nhiều anh em mong đợi. Ok, video của mình đến đây cũng kết thúc. Thì anh em nào quan tâm đến Tốc Chiến và đối diện chân lý mobile có thể tham gia group, link mình để dưới phần mô tả để vào đó cùng giao lưu mọi người, cũng như là đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ hai tựa game này nha. Cảm ơn và tạm biệt anh em.